Xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh YouTube của Sướp Tuấn Hương nhé. Hôm nay thì em lại lên giày thể thao nữ nhé. Tuy nhiên thì hôm nay em sáng em vừa về lặt giày mới rồi. Hôm nay bây giờ thì em lại gom để em lại xả lặt cũ cho mọi người nhé. Chị nào nhanh tay thì lấy giúp em nhé. Khách của em vừa đăng xả hôm trước mà toàn lấy 4-5 đôi một thôi. 5-7 đôi một nhá mọi người nhá. Ai tranh thủ chưa mua được giày thì săn hàng hôm nay em sale nhá mọi người nhá. Đầu tiên đến với cả một đôi giày chạy bộ nhá, màu đen nhá mọi người nhá, rất là mới này. Mới lắm. Đôi này Footwork 113 nhá. Đôi này size 40 nhá. Size 40 nhá mọi người nhá. Mã K18 size 40 nhá. Hôm nay em sale còn 250k nhá. 250k. 250k mọi người ạ. Tiếp ạ, một đôi Adidas Dad size 38 nhá. Adidas này, size 38 này. Adidas size 38 nhá mọi người nhá. Ai thích đôi nào thì kết bạn Zalo với em xong rồi chụp ảnh gửi cho em là tốt nhất nhá. Tại vì nhà em bây giờ ngập giày rồi, cả giày nam giày nữ về rất là nhiều ấy. Thế nên là em không thể nào mà lục được từng đôi. Thế nên là mọi người chụp ảnh xong rồi gửi qua Zalo cho em là tốt nhất nhá mọi người nhá. Tiếp ạ, một đôi Adidas màu đen nữa nhá. Đôi này mã E6 nhá. E6 rất là mới này. Đế này. E6 nhá mọi người nhá. Chân 36. E6 chân 36 nhá. Bình thường em bán 350, hôm nay em sale còn 250 mọi người nhá. 250. Tiếp ạ. Rất nhiều màu tối đẹp nhá các chị nhá. Đôi này size 38 nhá mọi người nhá. Size 38 nhá. Size 38 này. Rất là mới nhá. Size 38. Tiếp nhá, một đôi đạp xe đạp nhá, của thương hiệu Nike nhá mọi người. Đôi này mã Y01 nhá, chân 36,5 37 đi vừa nhá. Cái phần đế này của nó sẽ ma sát vào cái bàn đạp ấy, thành ra là mình đạp xe mình sẽ không bao giờ bị trượt nhá. Mọi người nhá. 250k nhá, em sale hôm nay còn 250k. 250k nhá, giày đạp xe đạp nhá. Mã Y01 nhá. Tiếp ạ. Một đôi Descender, đôi này của thương hiệu của Hàn nhá mọi người nhá. Đôi này mã size 36,5 nhá. 36,5 40 đi vừa nhá. 36,5 37 đi vừa. Em nói nhầm nhá. 36,5 37 đi vừa nhá. Tiếp ạ. Một đôi của Amber nhá mọi người nhá. Đôi này rất là hầm hố. Đôi này màu đen ạ. Đôi này mã mã 29 nhá. Mã 29 chân 38 nhá. Amber. Mọi người thích đôi này thì chụp ảnh gửi cho em qua Zalo nhá mọi người nhá. Nhà em bây giờ nhiều giày lắm. Thế nên là em phải xả bớt để em còn lên video hàng mới nhá mọi người nhá. Tiếp ạ. Một đôi Nike đạp xe đạp nữa, màu đen nhá. Nike đạp xe. Đôi này mã E44 chân 35 nhá. Chân 35 nhá. Em sale còn 250k nhá. Này, rất là mới luôn. Tiếp ạ. Đôi này mã 203 chân 38,5 29 đi vừa nhá. 203. 38,5 39 đi vừa. Tiếp ạ. Một đôi giày đế băng nhá. Đôi này rất là lấp lánh, rất đẹp nhá. Đôi này mã Y08 chân 36,5 nhá.
Y08 chân 36,5 nhé, 37 đi vừa. 250k nhé mọi người nhé. 250k. Tiếp nhé, một đôi Nike màu đen nhé. Mã 206 nhé. Mã 206 chân 37,5 nhé. Rất là mới nhé. 37,5 nhé. 37,5. 38 đi vừa mọi người. Đây là em sale còn 200k nhé. Tiếp ạ. Một đôi Puma nhé, màu đen. Giày rất là mới nhá. Em quay cận như này là mọi người có thể nhìn thấy rõ đường nét của giày luôn ạ. Giày mới hay giày cũ là mọi người biết nhá mọi người nhá. Này, đế này. Mã này mã 209 chân 36 nhá. 209 chân 36. Em sale đôi này còn 200k nhá. 200k. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Ariel nhá. Đôi này đôi này mã K11 nhé, chân 38 nhé. K11 chân 38. Em cũng sale bằng 200k nhé mọi người nhé. 200k. Tiếp ạ. Một đôi màu hồng nhé. Hồng pha với ghi nhé, rất nổi ạ. Đôi này mã 06 chân 37,5 nhé. Mã 06 chân 37,5 nhé. Em quay tranh thủ lên các mã cho mọi người thôi. Nên mọi người mà thích đôi nào ấy thì kết bạn Zalo với em chụp từng đôi cho mọi người nhé. Chụp ở bên ngoài thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn nhá. Em lên tranh thủ để còn up lên cho mọi người có thể chốt đơn ý. Tại vì là video thì mình chỉ quay được tầm độ 20 phút đổ lại thôi. Thế nên là em sẽ nói nhanh nhá các chị nhá. Các chị nào mà thích đơn nào thì chụp ảnh cho em nhá. Tiếp ạ, một đôi Nike dòng chạy bộ nhá. Đôi này mã K13 chân 36,5, 37 đi vừa nhá. 36,5, 37 đi vừa. 200k nhá. Rất là mới nhá. Em chưa chấm thắt dây này. Rất mới luôn. Em bán xả rẻ như cho luôn nhá. Bình thường những giày này em sẽ bán 350, 400 nhá các chị nhá. Đợt này em vừa lên video vừa về giày mới nước sáng ấy. Rất nhiều hàng ở nhà nên là em xả bớt loạt giày cũ nha mọi người nhá. Đây Adidas nha mọi người. Mã E42 ở chân 36 nhá. E42 á, chân 46 này. Trời ơi, mới đã mang luôn nhé. Mới á. Tiếp ạ, một đôi chạy bộ của Hàn nhé. Hãng của Hàn. Hồng pha ghi nhé, rất đẹp ạ. Đôi này mã 06 chân 38 nhé. Mã 06 chân 38 á. Mã 06 chân 38. Tiếp ạ, một đôi đế bằng nhá. Hãng cua xây nhá. Mã X2 chân 37,5 nhá. 38 đi vừa nhá. 200k nhá, rất mới ạ. 200k nhá. Tiếp ạ, một đôi Nike nhá, màu xanh nhá. Xanh pha trắng nhá, rất đẹp nhá, đôi này rất mới ạ. Hàng bên em toàn hàng tuyển thôi, thì đây là giày em nhập về này, rất là mới nha mọi người nhá. Đôi này mã X0 nhá, chân 35 nhá. X0 chân 35, 200k nhá. X0 chân 35, 200k. Tiếp ạ, một đôi giày của Forsen nhá. Giày này rất là nhẹ luôn. Đi tập thể dục thì hết ý luôn ạ. Đôi này mã 28 chân 38 nhá. Mã 28 chân 38. 200k. Hàng em xả toàn đẹp như này, thảo nào các chị toàn mua 5-7 đôi cùng một lúc thôi. À, mã X30 chân 36,5 nhá. X30 chân 36,5 nhá. 37 đi vừa. 200k. Tiếp ạ, một đôi giày của Hàn Quốc nhá. Đôi này mình điều chỉnh dây ở đây nhé các chị nhá. Chứ mình sẽ không thắt dây như các đôi bình thường đâu. Đôi này size 375 nhá. Size 375, K2 size 375 nhá. Mã K2 size 375. Tiếp theo một đôi Reebok nhá. Reebok này hàng rất là đắt tiền nhá. Bình thường ví dụ một đôi mới ấy
ở bên ngoài ấy đang bán giá thấp nhất là rơi tầm khoảng dưới trên 3 triệu mọi người nhá, trên 3 triệu một đôi Reebok nhá. Hãng nó cũng lớn ngang với cả Adidas với cả Nike ấy mọi người ạ. HK15 nhá, size 36, mã K15 size 36 nhá. 250k nhá, cái này 250k mọi người ạ. Tiếp theo một đôi New Balance màu ghi nhá. Anh nào tranh thủ mua tặng người yêu, mua tặng bồ hoặc là mua tặng vợ nhá. New Balance nha mọi người nhá. Mã 23, chân 37,5, 38 đi vừa nhá. 200k. Tiếp ạ. Đôi này mã 37, chân 37,5 nhá. Mã X1, chân 37,5, 38 đi vừa. Đôi này em sale ở 200k nhá mọi người nhá. 200k. Tiếp ạ, một đôi Fila nhá, màu tím than này, pha với cả màu nóng chuối nhá, rất đẹp nhá. Đôi này đi chạy nhẹ lắm. Chị nào hón hón xinh xinh ấy thì bên em đợt này rất nhiều chân 36 nhá, 35, 36 nhá. Fila này chân 36,5, 37. Hàng này toàn lẻ size, lẻ số thôi, thế nên là em mới xả nhá mọi người nhá. Chứ còn bình thường giày em cũng bán giá giá tầm trung mọi người ạ. Chứ hôm nay em xả mã Y18 nhá, chân 36 này, lại một chân 36 nữa nhá các chị nhá. Cái này sale 22. Còn 200. Còn 200 nhá các chị nhá. Tiếp ạ. Một đôi Nike màu hồng này. Xinh quá xinh. Đôi này rất là nổi nhá, đi chạy tập thể dục là nổi cực kỳ luôn ạ. Đôi này đi tập thể dục nhẹ lắm. Này. Đôi này mã 22 nhá, chân 38,5, 39 đi vừa nhá các chị nhá. 38,5, 39 đi vừa. Em sale khoảng 200 nhá. Một đôi Reebok nữa này. Đôi này thì mới. Mới khỏi bàn ạ. Này. Đôi này mã X3 nhá, chân 36 nhá. 200k. Tiếp ạ. Một đôi giày đi phượt nhá. Đôi này đi phượt mọi người ạ. Đôi này chân 38,5, 39 đi vừa nhá. Mọi người ghi mã là phượt nhá. Phượt Uchala nhá. Phượt 38,5, 39 đi vừa nhá. 200k nhá. Tiếp ạ, một mã là K4 nhá. Nike màu đen. K4 Nike màu đen. Size 38 nhá mọi người. Size 38 nhá mọi người nhá. Size 38 này. 200k nhá. Tiếp ạ, một đôi Adidas nhá. Giày này là bằng vải mọi người ạ. Nó thiết kế cái phần này để ôm chân ý, đi rất là bó và ôm chân nhá mọi người nhá. Mã 203, chân 38,5, 39 đi vừa nhá. Em cũng sale còn 200k thôi. Tiếp ạ, đôi cuối cùng nhá. Đôi một đôi Nike màu đen nhá. Đôi này cũng dòng chạy bộ nhá. Cái hàng em, hàng xả em xếp các chồng. Thật ra là đôi này em còn chưa nhét form, nhìn nó hơi ọp thôi chứ nhét giấy lên nó căng phồng nhá. Mọi người nhìn đấy là có thể biết là hàng mới đi. Hàng đi nhiều hay đi ít nhá. Mã K12. Mã K12 chân 36,5, 37 đi vừa mọi người nhá. Đôi này em cũng sale gần 200k nhá. Chị nào thích, chị nào xem live bên em ấy thì là mà xem live bên em ấy thì là thích đôi nào thì kết bạn Zalo với em ấy bằng số 0963090994 mọi người nhá. Mọi người chụp ảnh rồi gửi cho em qua Zalo là tốt nhất nhá mọi người nhá. Còn không thì mọi người đọc mã đọc sai nhá. Ngoài ra nữa thì là hôm nay em đang có chương trình mua 3 đôi thì sẽ được tặng 1 đôi nhá mọi người nhá. Hôm nay em xả ra chơi lớn luôn, mua 3 đôi được tặng 1 đôi. Mọi người có thể chọn đôi nào tùy ý trong đống hàng xả hôm nay. Đấy, mua 3 đôi tặng 1 đôi nhá mọi người nhá. Mọi người đừng bỏ lỡ chương trình sale hôm nay nhá. Đấy. Em quay tranh thủ buổi chiều để cho các chị chốt đơn luôn để mai em đóng hàng nhá. Để mai em lại lên video giày mới mọi người ạ. Em chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhá. Em chào mọi người.